tiết kiệm 10% khi mua combo này cho BCX các đời. Chào mừng các bạn trở lại với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop, kênh phân phối sỉ và lẻ các sản phẩm Baga Phùng GV chính hãng. Trước mắt các bạn đây là mẫu xe BCX, thì đây là mẫu BCX 160. Thì Baga của GV thiết kế để lắp thùng cho BCX gắn được các đời từ 125, 150 và 160 đều lắp chung nha các bạn. Chỉ có riêng những cái BCX đời 2010, 2011 á, những dòng đời đầu á các bạn, thì mình phải khoan lỗ. Còn những cái đời mới thì họ sẽ làm một cái họ có chừa lỗ rồi, mình chỉ cần mình tháo cái miếng che ra là mình có thể gắn được rồi. Thì cái xe này của chú khách mới lấy nên chú dán keo nên cái phần tháo ra nó hơi khó chút xíu. Còn mấy cái xe mà không dán keo thì mình tháo rất là dễ các bạn. Sau đó các bạn tháo được cái ốp nhựa ở trên thì các bạn đẩy cái chốt nhựa xuống, để chốt nhựa dưới, và các bạn tháo cái nắp ra thì nó có sẵn 4 cái lỗ cho các bạn. Thì bên trong xe thì nó sẽ có sẵn 4 cái chân ốc và được lấy ren sẵn này của hãng luôn nha các bạn. Họ chừa ren sẵn luôn để mình có thể lắp cái thiết bị bên ngoài vào. Chẳng hạn như là mình đang chuẩn bị lắp cái baga đây. Đây là baga của GV. Thì khi mà mình lấy cái nắp đậy rồi thì mình gắn lại và siết ốc lại thì cản là xong. Thì khi mà mình lắp những cái xe này, mình quay để luôn cho các bạn xem. Nếu mà các bạn ở xa có thể mà tiện tham khảo sản phẩm và tham khảo luôn cái cách lắp, để các bạn mua về ở nhà các bạn có thể tự lắp được. Thì cái baga GV các bạn lưu ý là các bạn nhớ khi lắp thì các bạn nhớ kéo cái baga lên trên cho nó qua luôn cái con bù lon đó, nó qua như thế này cho bù lon nằm dưới để các bạn siết mới có thể sát được, để cái bù lon nó kê lên trên cái khỏi cái baga thì nó bị dướng lại, mình siết ốc không có bị được sát xuống dưới, từ đó nó không có được cứng nha các bạn. Các bạn lắp các bạn lưu ý. Còn cái hai con nó có tổng cộng là 4 cái con bù lon, thì hai cái con phía sau là sử dụng hai con dài, hai con phía trước là hai con ngắn nha các bạn. Khi các bạn lúc lắp thì các bạn lưu ý là mình phải lúc mà lắp thì các bạn cứ kéo cái baga lên trên này để cho con ốc lọt xuống dưới thì các bạn mới có thể siết hết con ốc vô được. Và cái bộ baga của GV thì sẽ kèm theo cái đế như thế này. Và cái đế này thì các bạn có thể gắn được tất cả các mẫu thùng của GV mà được sản xuất ở Malaysia, được đều gắn vừa hết nha các bạn. Thì đối với những cái dòng cản mà SRV thì mình sẽ sử dụng hai cái lỗ sau và hai cái lỗ trước, hai lỗ giữa mình sẽ bỏ nha các bạn. Hai lỗ giữa là sử dụng cho cái cản HRV. Mấy cái cản của Winner hoặc là Exciter rồi đó. Còn cái này là của BCX, là cản SRV thì mình sử dụng hai cái con sau và hai con trước. Thì ốc GV sử dụng cái loại ốc là chống tuôn. Các bạn nhìn nó sẽ có cái ron cao su ở bên trong. Thì khi siết thì các bạn nhớ dùng cái khóa 10 giữ một đầu. Còn đầu trên các bạn dùng lục giác 5 để các bạn siết. Thì các bạn có thể dùng tay hoặc là máy nhưng mà phải giữ một đầu nha các bạn. Thì cái loại ốc này giúp các bạn đi di chuyển lâu nó không có bị tuôn ra. Và giá của cái baga GV dành cho BCX chính hãng hiện tại là 1.130.000. Còn đây là mẫu thùng đang được trợ giá với mức giá là ưu đãi 10% nha các bạn. Thì cái thùng này là thùng 43G, nguyên bản của nó là không có tựa lưng. Thì bên mình đang lắp luôn cái tựa lưng cho chú khách. Thì khi các bạn lắp tựa lưng thì nó sẽ có một cái ron chống nước. Thì các bạn nhớ bỏ cái lông đền vào trước và cái ron chống nước về sau. Và lông đền nó có hai mặt, cái mặt dẹp là mình sẽ quay hướng vào cái ron. Còn cái mặt nhô là mình quay ra ngoài. Và các bạn siết khi nào mà cái ron nó cứng và nó lúng cái ron xuống là nước nó không có vào được. Vậy là xong. Phía sau là bạn sẽ có một cái tựa lưng giúp người ngồi phía sau nó không có bị cấn vào cái bản lề ở phía sau. Nó, từ đó mình dựa nó êm ái hơn, nó đỡ mỏi khi đi đường dài cho người ngồi sau.
Và cái tựa lưng này giá bán lẻ hiện tại là 380.000 nha các bạn. Cái bản to, còn bản nhỏ là 370. Và cái thùng 43 gon này đang được chợ giá với mức giá là 1.460.000. Thì các bạn lưu ý cái khóa đời này, thì các bạn để cái khóa ngang theo hướng 3 giờ thì các bạn có thể mở được nắp thùng bằng cách nhấn nút đen ở phía trên. Và khi các bạn muốn lấy thùng ra thì các bạn nhấn cái nút ở phía dưới cái chìa khóa. Thì các bạn lưu ý khi khóa lại thì các bạn kéo cái nắp sát xuống và không ấn dưới cái logo nha các bạn, ấn trên đầu cái logo và kéo xuống thì nó mới khóa lại được. Còn các bạn không quen, các bạn nhấn ở dưới cái logo thì nó bị kẹt. Còn các bạn lấy thùng ra thì các bạn nhớ là mở nút và kéo thùng về phía sau, chứ đừng có dở lên thì nó sẽ làm cái ngàm, nó dướng cái ngàm, và các bạn bẻ mạnh thì nó có nguy cơ là hư hại đến cái ngàm luôn. Đó, khóa thì các bạn lưu ý. Và khi khóa thì các bạn nhớ rút cái chìa khóa ra nha. Thì nếu mà các bạn để cái khóa đứng theo hướng 12 giờ mà không rút ra thì chạy nó bị rớt đó. Và full cái combo Baga SRV của BCX, thùng E43 Gold và gắn thêm cái tựa lưng nữa, tổng cộng là 2.970.000 nha các bạn. Chưa đến 3 triệu nữa các bạn sẽ có full cái combo, dung tích thùng là 43 lít, có tựa lưng và ba ga thì chính hãng luôn. Cảm ơn chú khách đã tin tưởng ủng hộ vô Hi-Shop. Nếu các bạn nào có nhu cầu lên thùng thì có thể ghé trực tiếp cửa hàng mình để tham khảo thêm sản phẩm. Ở shop thì có hơn 30 mẫu thùng GV chính hãng và những mẫu thùng không cho các bạn nào muốn lên 3 thùng. Ngoài ra thì shop còn có áo mưa bộ GV rất là nhiều mẫu, ba lô túi đi mưa, tai nghe bộ đàm, mũ bảo hiểm và nhiều cái phụ kiện khác. Mình có để địa chỉ và số điện thoại ở bên trên màn hình để các bạn tiện liên lạc. Ở xa thì các bạn có thể kết bạn Zalo để shop tư vấn gửi hàng đến tận nơi cho các bạn. Thì bên shop gửi hàng qua hình thức COD, là gửi hàng đến các bạn kiểm tra đúng hàng rồi mới thanh toán nha các bạn. Các bạn xem clip bấm đăng ký để ủng hộ tinh thần cho shop nha. Cảm ơn các bạn luôn quan tâm và theo dõi shop. Xin chào và hẹn gặp lại.